Quý khán giả đang đón theo dõi chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của đài truyền hình IBC được phát trên hai miền Nam Bắc California, tại miền Bắc California băng tần 16.12 và tại miền Nam California băng tần 57.19, cũng như tại băng tần 27.7 tại Houston, Texas, cũng như phát tại hệ thống Galaxy 19 phát trên toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Quý vị trên toàn thế giới cũng có thể đón theo dõi qua website ibctv.us hoặc là subscribe trên channel của YouTube IBC TV Official. Và chương trình tin tức tổng hợp của tuần ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của xứ ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Tổng thống Lula của Brazil cho biết cuộc bầu cử mới là giải pháp cho cuộc khủng hoảng Venezuela. Cuộc bầu cử đã diễn ra, Machado của Venezuela trả lời đề xuất thăm dò ý kiến mới. Các nhà lập pháp Venezuela thông qua luật để quản lý các tổ chức phi chính phủ. Hoàng tử Harry và cô Meghan tận hưởng buổi biểu diễn truyền thống ở Colombia. Và gia đình các con tin biểu tình ở Haifa và Tel Aviv để yêu cầu thả tự do. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của xứ ngôn viên Xuân Anh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới là tin tức cho hay Tổng thống Lula của Brazil đã cho biết cuộc bầu cử mới có thể là giải pháp cho cuộc khủng hoảng Venezuela. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hôm thứ Năm và đã có gợi ý rằng nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro có thể triệu tập một cuộc bầu cử mới với sự tham gia của các nhà quan sát quốc tế như là một giải pháp tiềm năng cho tình hình bất ổn chính trị ở quốc gia láng giềng. Lula cũng cho biết một chính phủ liên minh có thể là một giải pháp khả thi khác cho Venezuela sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào tháng trước. Ông nhắc lại rằng ông vẫn không công nhận Maduro là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu. Đề xuất này đã được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ủng hộ vài giờ sau đó. Từ Venezuela, lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado đã bác bỏ đề xuất này. Cuộc bầu cử đã diễn ra và Machado đã nói với các nhà báo từ Argentina và Chile trong một cuộc gọi video sau đó vào thứ Năm. Maduro phải được biết rằng chi phí để ông ta ở lại tăng lên theo từng ngày trôi qua. Cuộc bầu cử đã diễn ra, Machado của Venezuela trả lời đề xuất thăm dò ý kiến mới. Maria Corina Machado vào ngày 15 tháng 8 đã loại trừ khả năng tổ chức một cuộc bầu cử mới trong bối cảnh tranh chấp bầu cử đang diễn ra và sau khi Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đưa ra ý tưởng này. Cuộc bầu cử đã diễn ra, Machado chia sẻ với các nhà báo từ Argentina và Chile trong một cuộc gọi video. Liên minh đối lập của Venezuela vẫn đang thúc đẩy việc công nhận những gì họ nói là chiến thắng vang dội của họ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng trước. Ứng cử viên tổng thống Edmundo González và Machado, người đi đầu trong chiến dịch của ông, cũng đã kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục biểu tình và tuần hành trên toàn thế giới vào ngày 17 tháng 8, với Machado đưa ra ý tưởng về các động cơ có thể để các nhân vật của đảng cầm quyền rời khỏi quyền lực. Tòa án tối cao của Venezuela được phe đối lập coi là một nhánh của đảng cầm quyền đã tuyên bố rằng họ vẫn đang xác minh kết quả nhưng phe đối lập đã không đưa ra bằng chứng về số phiếu của mình. Và các nhà lập pháp Venezuela đã thông qua luật để quản lý các tổ chức phi chính phủ. Quốc hội do đảng cầm quyền Venezuela đã kiểm soát và thống nhất thông qua dự luật cho phép chính phủ quản lý chặt chẽ hơn các tổ chức phi chính phủ được viết tắt NGO vào thứ Năm, trong bối cảnh chỉ trích về cuộc đàn áp của chính phủ đối với phe đối lập sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào tháng 7. Luật này đã yêu cầu các tổ chức phi chính phủ phải báo cáo liệu các nhà tài trợ của họ là người Venezuela hay nước ngoài, được Diosdado Cabello, người đứng thứ hai trong đảng xã hội cầm quyền, đề xuất vào năm 2023. Việc thông qua được đưa ra chỉ sau hơn 2 tuần sau khi cơ quan bầu cử của đất nước tuyên bố
Tổng thống Nicolas Maduro là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, mặc dù kết quả kiểm phiếu do phe đối lập công bố cho thấy ứng cử viên của họ đã giành chiến thắng vang dội. Văn bản luật không nêu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu một tổ chức phi chính phủ nhận được tài trợ quốc tế. Luật cảnh báo rằng các tổ chức thúc đẩy chủ nghĩa phát xít, sự không khoan dung hoặc là thù hận vì lý do chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, chính trị, xã hội, ý thức hệ hoặc là giới tính sẽ không được phép ghi danh tại quốc gia này. Hoàng tử Harry và Meghan tận hưởng buổi biểu diễn truyền thống ở Colombia. Công tước và nữ công tước xứ Sussex, hoàng tử Harry và vợ là Meghan đã tham dự một buổi biểu diễn truyền thống của Colombia vào ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 8, cùng với phó tổng thống nước này là Francia Marquez. Cặp đôi hoàng gia đã rất thích thú với một vở kịch lấy cảm hứng từ truyền thống tổ tiên của người dân Amerindian. Mà Marquis bày tỏ lòng biết ơn đối với công tước và nữ công tước vì chuyến thăm và những nỗ lực của họ trong việc giải quyết các vấn đề như bắt nạt trên mạng, bạo lực trên mạng xã hội và phân biệt đối xử. Chuyến thăm của hoàng gia kết thúc vào ngày 18 tháng 8 sẽ bao gồm các điểm dừng chân tại Cartagena và Cali. Trong thời gian lưu trú, cặp đôi sẽ gặp gỡ những người trẻ tuổi, phụ nữ, nhà hoạt động xã hội và các thành viên cộng đồng địa phương. Và gia đình các con tin biểu tình ở Haifa và Tel Aviv để yêu cầu thả tự do. Gia đình của các con tin đã tụ tập thứ năm để yêu cầu thả họ khi vòng đàm phán ngừng bắn mới ở Gaza đang diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar. Tại Tel Aviv, hàng nghìn người đã biểu tình diễn hành và giơ cao biểu ngữ, trong khi ở Haifa, hàng trăm người đã tụ tập để kêu gọi thả họ. Các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Doha và các quan chức cũng cho biết với giám đốc tình báo của Israel tham gia cùng với đối tác Hoa Kỳ và Ai Cập cũng như là Thủ tướng Qatar trong cuộc họp kín. Các cuộc đàm phán, một nỗ lực nhằm chấm dứt đổ máu ở Gaza và đưa 115 con tin người Israel cũng như nước ngoài về nhà, đã được tiến hành khi Iran dường như chuẩn bị trả đũa Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Khamenei tại Tehran vào ngày 31 tháng 7. Tiếp theo, chương trình xin được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, Dương Ngôn Viên Xuân Anh và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với những bản tin chi tiết trong phần tin Hoa Kỳ. Kính mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IVC TV và tiếp tục theo dõi.